Chào các bác, hôm nay Khắc Hay giới thiệu các bác cục đẩy CA9 28 sò, mới nguyên hộp. Đấy, nguyên hộp, nguyên thùng đấy các bác nha. Hàng nhập khẩu Trung Quốc. Giá sản phẩm là 3.8 triệu các bác nha, 28 sò. Cục này nhập đắt hơn P7000S, nên bán sẽ đắt hơn P7000S các bác nha. Giá thì rất là hợp lý rồi. Con nào cao hơn thì nhập cao hơn thì bán cao hơn, con nào thấp hơn bán thấp hơn. Con xe 9 này 3.8 là rất là rẻ rồi. 28 sò. Bác mua hàng xin hệ số máy 0904 867 866. Các bác nhớ đăng ký kênh Khắc Lay 866 để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi, cho nên là giới thiệu qua cho bác thôi, chứ không test lớn, test nhỏ thôi. Xe 9 này để đánh tốt cặp JBL715-340. Các bác mua hàng xin lẻ số máy 0904 867 866 để gặp nhân viên bán hàng. Xin cảm ơn các bác nha.